có cô bạn thân xóm hôm lâu xanh đẹp. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhau, biết rằng lòng thời gian gần gũi đã qua đi. Em chào các bác nhé. Mọi người thường hay bảo em là tại sao cứ cái lúc đầu á vào livestream mà không nói ngay, là vì là em còn đang đợi phải có người vào xem đã chứ, chả nhẽ em lại độc thoại một mình à? Nó sẽ rất là buồn, nhìn lên màn hình thấy những cái con số nó cứ nhảy này này là em rất là vui, bởi vì là các bác biết rồi. Em cũng em chào anh Lê Gia Lộc, chào anh yêu quý, người anh yêu quý đặc biệt của em. Đấy, em phải nhìn thấy các con số nó nhảy lên từ 20, 21, 22 lại cứ nhiều lên như thế, là tức là mọi người đang tương tác với em. Em sẽ rất là vui và rất là có cái tinh thần để mà truyền tải lại với lại mọi người những cái câu chuyện của mình trong một ngày đã qua. Vì hôm qua em vừa livestream ở trên Facebook Đặng Thị Huệ đấy, thì là đến bây giờ em lại livestream trên Facebook này. Em sẽ dùng tương tác hai cái Facebook để cùng một lúc. Vì sao? Vì một nó sẽ có cái tác dụng là khi mà em bị khóa Facebook này, em sẽ có Facebook kia để nói chuyện với các bác. Chứ đối với em ấy thì ngày trước là em có nhiều, em được tự do nhiều hơn, thì em sẽ đọc sách, cả đọc sách nữa. Nhưng đến bây giờ thì em khó tiếp cận với lại cái những cái quyển sách viết, thì em lại dùng Facebook như là một quyển sách của mình luôn, một quyển sách gọi là tổng hợp. Và lên đấy em có thể là tìm hiểu được rất nhiều thông tin, và em hay lần mò vào các cái trang mạng mà nó có cái giá trị, có những bài viết hay để mình đọc, mình tìm hiểu, mình sẽ trau dồi cho mình cái kiến thức thực tế. Và còn bây giờ các bác biết rồi, mạng Facebook này, rồi tất cả các cái nền tảng xã hội, nền tảng kỹ thuật số, rồi là Google, chúng ta đều có thể là tra cứu được những cái thông tin. Vậy thì chúng ta cần gì phải đi xem những cái thông tin ở trên những cái trang rác mà Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đang tuyên truyền rất là mạnh qua những cái thông tin đấy, để làm sao để chấn áp người dân đi theo một cái định hướng, mà một cái định hướng nên nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà trong cái tiêu đề ngày hôm nay em đã nói đó, đó là cái việc là Đảng Cộng sản Việt Nam đang sử dụng một thứ văn hóa rác để mà khống chế tinh thần của người dân, gọi là cái gì, thao túng tâm lý. Cho nên là mọi người cứ nhắn tin với em ấy, nói rằng là Huệ Như ơi, em để ý làm gì đến những cái thành phần như thế, chúng nó chỉ là dư luận viên thôi. Nhưng không được, vì chúng là dư luận viên và nó mang truyền tải đến rất là nhiều những cái thông tin và nó lan truyền ở trên mạng xã hội, nên chúng ta buộc phải có những người định hướng lại và lan truyền lại và giúp chúng nó lan tỏa, giúp cho Đảng Cộng sản lan tỏa những cái thông tin đấy, để cho người dân nhìn thấy bộ mặt thật của họ ấy là như thế nào. Và trong cái livestream này nhá, em sẽ gửi đến với các bác một con người, một dư luận viên mà em cho rằng là nó đang nổi bật ở trên mạng xã hội bây giờ. Bởi vì trong số những hàng nghìn dư luận viên, hàng triệu dư luận viên gọi là lực lượng AK-47, lực lượng tác chiến trên không gian mạng, thì hầu hết là họ chỉ dùng bằng cái nick ảo hoặc là những cái nick khóa trang cá nhân thôi. Thế nhưng mà riêng kênh Thăng Long TV thì nó đã lan tràn trên toàn bộ cái nền tảng của mạng xã hội và đang rất là nổi bật. Và cái điều đặc biệt nguy hiểm nữa là nó lại tiếp cận được với rất nhiều những cái giới trẻ qua cái mạng TikTok, TikTok của Trung Quốc. Cho nên là em thì em không có mong muốn rằng là, quan điểm của em thì nó khác với mọi người thì bảo là đừng để ý đến nó, nhưng quan điểm của em thì em lại rất để ý đến những cái trang mạng như thế. Và bây giờ là em lại muốn là kích động lên để cho cái trang mạng đấy nó nổi bật lên, để cho Tô Lâm với lại cái tầm như là Tô Lâm với Phan Văn Giang vào đấy mà học hỏi. Bởi vì là chúng ta chỉ cần làm nổi bật cái trang đấy lên thì là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thấy rằng là đúng rồi, một tinh hoa dân tộc, một tinh hoa của Đảng Cộng sản như thế, tổng hợp một kênh Thăng Long TV nhá, có thể là tổng hợp toàn bộ kiến thức nào là văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế, tổng hợp tất cả mọi vấn đề.
Thế vậy thì chúng ta có cái lý do gì để chúng ta không PR cho cái trang mạng đấy nào? Chúng ta cứ chia sẻ mạnh lên để cho Tô Lâm vào đấy mà học hỏi nhá. Hôm nay nó vừa Thăng Long TV nó vừa đưa lên một cái clip rồi. Đưa lên một clip rồi, mấy clip rồi. Em đã truyền tải về đây và em mở cho các bác nghe. À nhưng mà trước khi mà vào câu chuyện thì em cũng nói thật với các bác như thế này. Là rất trong ngày hôm nay ấy, rất nhiều người nhắn tin cho em nói rằng là Huệ Như ơi thôi hay em nghỉ ngơi đi và em đừng nói nữa để giữ cái an toàn cho bản thân mình ấy. Nhưng mà em nói thật với các bác như thế này này, là ngày 13 tháng 5 năm 2024 nhá, là an ninh PA09 tỉnh Thái Bình kết hợp với an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Thái Bình bắt cóc em một phát, đưa em về bịt mồm, đưa em về trụ sở công an tỉnh, là em đã lạy các anh ấy là như lạy bố rồi, lạy vẫy tay lại rồi, đọc bản tựa viết bản tường trình, rồi là đọc bản cam kết 8 lần chứ không phải 3 lần đâu, 8 lần đứng vào góc tường kia kìa, đọc bản cam kết là có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, từ giờ là em chỉ có chim hoa lá cành nhảy múa hát ca ở trên mạng xã hội thôi. Thế nhưng mà các anh ấy không tha. Đến ngày 31 các anh ấy quay bắt em 2 lần. Một lần ở xã Bách Thuận và một lần ở bên Nam Định. Cho nên là chả còn cách nào khác là em phải... Ngày xưa Bác Hồ thì chui vào trong hang, nằm ở trong hang. Thế nhưng bây giờ em lại không có hang để chui, thì em lại nằm ở trong phòng lạnh. Em nằm trong phòng lạnh và em cứ lên làm mạng. Bây giờ đằng nào các anh cũng không tha cho mình rồi, mình có ngừng nói các anh ấy cũng không tha, các anh cũng lại đem bây giờ mà thò mặt ra ngoài khỏi nhà cái là các anh ấy nhìn thấy ở đâu ở trên đất nước Việt Nam là các anh ấy bê về cho vào hỏa lò luôn. Cho nên là tốt nhất là mình không nên đối đầu với lại cái lực lượng gọi là còn đảng còn mình như thế. Nên là em cứ phải lên mạng hàng ngày để các bác nhìn thấy gương mặt em vẫn sáng sủa này, nụ cười vẫn tươi này, đôi mắt vẫn long lanh chớp chớp này, và tràn đầy năng lượng để mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Em sẽ biết cách bảo vệ mình một cách đúng mức để làm sao để em mỗi ngày em gặp mọi người nhìn thấy mọi người comment ở trên bài của em như thế này để em thấy rằng là mình còn tỷ người yêu thương mình ngoài Đảng Cộng sản ra, đúng không ạ? Cho nên là em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân mình. Và bây giờ để bảo vệ bản thân mình chả còn cách nào khác là em cứ ở trong nhà. Ngày xưa thì họ đã từng bắt em 39 tháng tù oan và em đã luyện được cái cách là em ở trong nhà, ngoài 4 bức tường giam ra em chả có cái gì khác cả, còn chả có cái mạng để mà biết, chẳng có cả cái điện thoại để gọi về cho gia đình. Bây giờ huống hồ là em đã có mạng này, có điện thoại này, có máy tính, có laptop này, có tất cả các thứ để em có cả thế giới trong tay. Thế nên là em không những là ở được trong nhà 39 tháng mà em sẽ ở được gấp đôi thời gian đó, và trong cái thời gian đó thì em sẽ tác chiến trên không gian mạng để mà truyền tải được nhiều thứ đến với lại mọi người thương yêu mình, đúng không ạ? Cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhá, không cần phải quá lo lắng cho em đâu. Còn quan điểm của em như này, mỗi khi mà em đưa một cái ảnh nào đấy lên trên Facebook thì các bác cứ phải biết là em đã rời xa cái chỗ đấy rồi thì em phải đăng. Không bao giờ em ở chỗ đấy mà em đăng. Em ở Lào Cai thì em đăng ở Yên Bái, mà em ở Yên Bái thì em đăng ở Sài Gòn. Em ở Sài Gòn em lại về, em đăng thì em lại về hang Bắc Bó. Đấy, cứ lung tung liên thuyên như thế, gọi là đối với cộng sản họ làm quỷ làm ma thì mình cũng phải giả qua ma giả quỷ. Điều đó nó hết sức cần thiết trong một cái hoạt động của những người mà chúng ta đang phải ngày đêm. Mà cũng nói rõ lại quan điểm của em một điều rằng là quan điểm của em một điều nhá, là chúng ta chưa cần phải làm bất cứ một cái điều gì trong cái điều kiện hoàn cảnh hiện nay, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang tăng cường lực lượng khống chế người gọi là phản biện xã hội và tung ra một lực lượng rất lớn, mạnh hơn rất nhiều của cái lực lượng AK-47 tác chiến trên không gian mạng. Thì chúng ta chưa cần phải làm gì, mà chúng ta chỉ cần mỗi một người dân hãy sử dụng trang Facebook như là một cái tờ báo chính thống của bản thân mình. Và mình là một tổng biên tập đi, mình là một tổng biên tập. Mình sẽ lựa chọn những thông tin để truyền tải lại đến cho những người thân của mình, khai sáng ra bằng một sự thật. Hôm nay thì em có đưa tin về cái lũ lụt, ở cái việc lụt lội ở thành phố Lào Cai, nhưng mà em viết nhầm thành Sơn La. Đấy, thế là cũng có một người tương tác luôn là chị ơi em đang ở trên Sơn La đây, không phải đâu, chị nhầm địa chỉ rồi. Cái là bắt buộc em phải quay lại, em xin lỗi và em cảm ơn bạn ấy, và em đã sửa ngay tại lại cái thông tin như thế. Tức là chúng ta phải luôn luôn
thấy rằng là những thông tin chúng ta đưa lên trên trang mạng Facebook này, nó là một trang mạng xã hội giải trí thôi, nhưng nếu như chúng ta sử dụng nó như một cái công cụ để mà truyền tải lại những cái thông tin tốt đẹp cho xã hội thì chúng ta phải hoàn toàn tôn trọng sự thật. Nếu có sai thì chúng ta sẽ sửa, nếu như mà không chuẩn thì chúng ta có thể xin lỗi độc giả, khán giả, những người đã quan tâm ủng hộ chúng ta để chúng ta có thể là thay đổi lại cái thông tin như thế, rất là ok. Chứ chúng ta đừng coi nó là cái việc là nhiều người thì cũng có thấy rằng là cũng thỉnh thoảng em có đưa những hình ảnh mặt mũi rồi các cái hoạt động của em trong cá nhân đấy, không mang tính chất là để khoe thân hay là quảng cáo về nhan sắc gì cả, mà em chỉ mang tính chất rằng là em muốn truyền lại cái năng lượng của mình đối với mọi người, và mọi người thấy rằng là em đang khỏe mạnh, em đang vui vẻ, em đang có một cái tinh thần rất tốt để mọi người hoàn toàn là yên tâm thôi. Đấy, cái điều đấy nó rất là quan trọng đấy các bác ạ. Nhiều người thì bảo với em rằng là ô Huệ Như cần phải nghỉ ngơi, nhưng với em thì chưa thấy lúc nào em cảm thấy muốn nghỉ cả. Em chỉ cảm thấy rằng là mình chưa đủ thời gian để mà có thể là nói chuyện với lại mọi người nhiều hơn nữa. Thì thế cho nên là em vẫn nói rằng là trong cả một cái quá trình em hoạt động như thế, tức là từ năm 2018 em bắt đầu vào phản đối BOT, và cho đến bây giờ anh Đoàn Bảo Châu, bạn một người mà một võ sư mà em vẫn thường hay nhắc đến ấy, đến khi anh ấy nói với em, anh bảo là anh cảm giác em như một người phụ nữ không biết mệt mỏi, không biết ngừng nghỉ luôn. Mà đúng là thực sự là như thế, bởi vì là em chỉ mong muốn một mong muốn duy nhất rằng chúng ta đoàn kết lại, chúng ta đấu tranh lại với những cái luận điệu xuyên tạc của Đảng Cộng sản. Họ đang đổ lỗi cho người dân thì chúng ta bây giờ phải dùng chính những cái sự thật của chân cuộc sống của chúng ta. Mà mọi người cứ hay thấy đấy, tại sao mà em cứ liên quan, em cứ đưa nhiều những cái chuyện là phân lợn, phân gà, cứt trâu, cứt bò ở trong các cái địa phương của em đang sống lên để làm gì? Để cho mọi người thấy rằng là bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam họ không còn đúng, họ không còn đủ cái trình độ, họ không còn đủ cái năng lực để quản lý một cái đất nước thế như Việt Nam nữa. Và chúng ta cần phải nhận thức cái gốc rễ mọi vấn đề nó bắt nguồn từ đâu. Những cái tồn tại trong xã hội dù nhỏ nhất như thế họ còn không giải quyết được thì đừng nói đến cái việc quản trị đất nước ở tầm vĩ mô. Từ những cái nhỏ nhất mà họ đã phân cấp phân quyền rồi, tức là tỉnh thì đã có ủy ban dân tỉnh, huyện thì đã có ủy ban huyện, xã thì có ủy ban nhân dân xã, và đến thôn cũng đầy đủ mọi các cái phân cấp như thế, tức là cũng có trưởng thôn, bí thư thôn, rồi tất cả tuốt một bộ máy rất là cồng kềnh. Mà từ đến cái chuyện phân trâu phân bò, cứt lợn cứt gà còn không giải quyết được thì đừng nói đến cái tầm vĩ mô có thể giải quyết được gì hơn. Cho nên vì sao mà em cứ đưa như thế để các bác hiểu rằng là đây không phải là em đang phản đối lại cái gì của người dân, hay là mà em đang đứng về phía người dân để cho mọi người thấy rằng là cái sự yếu kém của chính quyền, một chính quyền bù nhìn chỉ có biết nhìn nhận vào, chỉ có đợi dân kêu thì mới bắt đầu giải quyết, còn nếu dân không kêu thì họ làm ngơ, họ làm ngơ với tất cả mọi thứ trên đất nước, trên ngay chính cái địa bàn mà họ quản lý. Đấy, chính vì thế mà hôm nay là cái câu chuyện nó sẽ bắt đầu để cho chúng ta thấy rằng là ban tuyên láo Trung ương Đảng cộng với lại cái luận điệu mà các cái dư luận viên mà bỉ ổi như là những cái kênh Thăng Long TV, nó đã đang làm gì cho cái đất nước này, và nó đã đang lợi dụng vào cái việc mà nhân danh những người dân để mà nói về lòng yêu nước. Thế thì có phải là lòng yêu nước ở đấy hay không, đặt đúng chỗ hay không đúng chỗ, thì chúng ta hãy cùng mổ xẻ trong một cái live stream này nhé. Em mời mọi người cùng lên live stream cùng với em để cho câu chuyện nó sẽ thật là thoải mái và hết sức là đa chiều. Em chào anh Lộc. Anh Lộc yêu quý của em lên tí để nói về kênh Thăng Long TV hộ em với nào. Em chỉ cần anh nói cho em về Thăng Long TV thôi, vì tên đó là tên là Tiến, là một người quê gốc ở Nam Định. Nhưng tôi nói thật luôn, Nam Định nhà tôi là người dân Thái Bình, nhưng ở trong này sẽ có hàng trăm nghìn những người anh em Nam Định đã từng sát cánh với tôi trong cuộc chiến BOT ở Mỹ Lộc. Người Nam Định tuyệt vời luôn. Tức là trong hàng nghìn người đấy, hàng triệu người đấy sẽ có một thằng gọi là thằng bưng bô số 1, là thằng Tiến Thăng Long TV nhá. Thế nhưng mà trong số hàng triệu người đấy thì chúng ta vẫn phải nói để làm sao để cho mọi người đừng tiếp cận với lại những cái thông tin rác đấy nữa. Thì em muốn mời anh Lộc lên nào, anh nói về cái kênh Thăng Long TV này cho em. Chị chào anh Quang, em Quang Huy. Hắn là một người của Nam Định đấy. Và bây giờ là qua cái live stream này thì em sẽ mổ xẻ ra từng bước một nhá. Và bước đầu tiên em sẽ cho mọi người nghe cái live này của hắn trong cái thời gian ngắn nhất ở đây. Thì cái live thứ nhất là em sẽ gửi cho Tô Lâm để Tô Lâm học hỏi. Để Tô Lâm học hỏi cái cách mà quản lý vận hành đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhá. Đấy, đây cái live thứ nhất
của Tiến, kênh Tiến Thăng Long TV là em gửi cho Tô Lâm để Tô Lâm học hỏi, vì Tô Lâm là mới từ Bộ trưởng Bộ Công an lên, tức là ngồi chưa nóng đít ở cái ghế Bộ trưởng, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, cho nên cần phải học hỏi rất nhiều. Và Tô Lâm vào đây để mà học hỏi Tiến Thăng Long TV này nhá. Tô Lâm cần phải học hỏi. Đấy, tôi gửi đến cái này cho ông Tô Lâm để ông học hỏi. Nào, mọi người cùng nghe nhá. Trong cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó có 5 cái. Thứ nhất là đảm bảo an ninh quốc phòng. Thứ hai là đảm bảo an ninh tài chính. Ví dụ như các cái ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank đảm bảo an ninh tài chính. Ví dụ như các bạn thổi giá chứng khoán như Trịnh Văn Quyết cũng sợ đấy là cho đi tù ngay. Không, ví dụ các bạn làm giá về bất động sản, làm thổi thì nhà nước can thiệp ngay, có công cụ ngay. Ví dụ như đất nước khó khăn, nhà nước can thiệp về an ninh tài chính ngay. Ví dụ như là cái câu chuyện là lạm phát chẳng hạn. Để chống lạm phát thì đơn giản người ta đã giảm thuế rồi. Giảm thuế được, thuế giá trị gia tăng vẫn còn đang 8% đó. Đấy là hai cái. Nói nhẹ thôi nhá, còn dài lắm, phải chịu khó học cơ. Thứ ba là an ninh lương thực. An ninh lương thực tức là tránh các cái câu chuyện là các cái nhà tư bản tài phiệt nó đầu cơ vào đó, thổi giá, bình ổn giá. Thế nên là cái việc bình ổn giá chính là định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho người dân. Hiểu chưa nào? Đấy là cái thứ ba về an ninh lương thực. Cái thứ tư là an ninh năng lượng. An ninh năng lượng có nghĩa là ví dụ như là giá xăng bán trên toàn quốc cùng một giá, giá điện bán trên toàn quốc cùng một giá. Còn nếu không định hướng xã hội chủ nghĩa thì Hà Nội nó có thể bán xăng có 500 đồng hay là 1.000 một, bởi vì theo thị trường mà thì có thể 1.000 một lít, nhưng mà lên vùng Tây Bắc, vùng Lào Cai, vùng Yên Bái có thể mua khoảng độ 200.000 một lít. Như vậy là không còn định hướng xã hội chủ nghĩa, toàn mua vừa bán mẹ một chứ. Cái thứ ba nữa là câu chuyện liên quan đến điện. Nếu không định hướng xã hội chủ nghĩa thì ngoài đảo đều có điện đâu, không thằng nào nó kéo hàng mấy nghìn tỷ đồng ra đảo xong nó cho, ví dụ như là Côn Đảo có 30.000 dân kéo một đường điện ra đấy để bán điện cho dân Côn Đảo, nó không ra đâu. Cho nên những người dân ở khu vực đó sẽ không được hưởng, và giá điện là toàn quốc như nhau. Đấy là định hướng xã hội chủ nghĩa, và chính vì thế chúng ta có như này đấy. Và cuối cùng nữa là đảm bảo về an ninh văn hóa. Đảm bảo về an ninh văn hóa là 5 cái mục tiêu này là vấn đề là định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảm bảo an ninh văn hóa là gì? Ví dụ như là nó tránh bóp méo sự thật, ví dụ làm phim chẳng hạn xong lộn xộn mất văn hóa và mất dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, không đảm bảo được an ninh văn hóa thì mất. Bây giờ ngày nay chúng ta mở cửa hội nhập đấy, chúng nó nói tiếng Tây cả đấy, rồi chúng nó tên Tây nó hát đấy, rồi chúng nó đứng dưới cờ của Sọc đấy, rồi chúng nó thậm chí là làm lệch cả lịch sử các bộ phim đó. Thì đó là 5 cái vấn đề về định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy, giống như cái câu chuyện là giá internet, tại sao hạ tầng nó rẻ như vậy? Hạ tầng internet rất tốt và rẻ là có định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho em hỏi một câu, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đấy. Có người sẽ hỏi em rằng là tại sao em lại phải quan tâm đến cái kênh này nhá. Em không phải là em bài trừ cái kênh này đâu, mà em đang quảng cáo cho cái kênh này để em gửi đến Tô Lâm nhá. Cái là cái livestream thứ nhất của tên Tiến Thăng Long TV này là em gửi cho Tô Lâm để Tô Lâm có thể là học hỏi nhá, học hỏi kinh nghiệm quản lý đất nước, nền kinh tế thị trường có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, để Tô Lâm đừng vác cái mặt đi sang bên Mỹ và để leo nhèo xin cái định hướng, xin cắt bỏ cái đuôi đi để công nhận một nền kinh tế thị trường. Thằng Tiến TV này nó đã dạy hết rồi, cứ lên đấy mà học hỏi. Trời ơi, một đất nước đã có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ưu việt đến như thế rồi, cái gì nó cũng phân tích đầy đủ ở đây rồi. Vậy thì bà con nên chia sẻ mạnh những cái thông tin như thế để đến tai Tô Lâm, để Tô Lâm ngồi chưa nóng đít nhá. Chưa chắc là cũng chỉ phải học qua lớp lý luận chính trị cao cấp của Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh thôi, Học viện Lý luận Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thôi, chứ chưa học quản lý kinh tế với Đại học Trường luật của Thích Chân Quang, bạn đồng môn của Thích Chân Quang, chứ chưa học đến quản lý kinh tế. Vậy thì cứ vào đây mà học Tiến Thăng Long TV nhá. Tô Lâm ạ, ông Tô Lâm ạ, ông nên vào đây học kênh Tiến Thăng Long TV để mà thấy rằng là cái định hướng xã hội chủ nghĩa có cái đuôi. Cái nền kinh tế thị trường có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa của các ông là nó rất là ưu việt. Nó ưu việt vô cùng, và các ông đừng vác mặt sang Mỹ để mà lẽo đẽo xin người ta công nhận cái nền kinh tế thị trường nữa. Tôi thấy là các ông đã đang thao túng với lại nhân dân ở trong nước, và các ông cho một cái kênh tức là Bộ Văn hóa và Bộ Ngoại giao, rồi là Bộ Vô Văn hóa, Bộ Ngoại giao, rồi là các loại ban tuyên giáo Trung ương Đảng đã tập trung để cho đã không thanh trừng cái kênh này thì buộc chúng ta phải ủng hộ họ để cho nó phát huy tối đa cái tác dụng dạy dỗ lại những cái người mà đứng đầu trong Đảng Cộng sản. Đấy, đấy là cái livestream thứ nhất về xã hội chủ nghĩa nhá, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Tiến Thăng Long TV nhá. Tôi sẽ gửi tiếp đến với lại ông Phan Văn Giang nhá.
cái livestream thứ hai của Tiến Thăng Long TV nào. Tôi sẽ gửi đến ông Phan Văn Giang để ông Phan Văn Giang trước khi mà đi sang Mỹ thì ông cũng nên nghe cái này nhá, chứ không ông sang đấy rồi ngày mai á, thằng Tiến Thăng Long TV á nó có nổi bật trên cộng đồng mạng, bây giờ tất cả các nền tảng đều thấy có Tiến Thăng Long TV, nó sẽ chửi vào mặt ông đấy, nó bảo ông là sang đấy là đu càng, sang đấy là bán nước đấy. Nên là cái clip thứ hai này tôi gửi cho ông Phan Văn Giang nghe nhá, để ông cân nhắc. Ông cân nhắc, ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông nên cân nhắc, không là trước khi mà ông sang đấy là nó cho ông rằng chào Tạ Hiếu comment vào đây để mời Tạ Hiếu lên nhá. Chứ nếu như mà mời như vậy là tôi không mời được. Clip thứ hai tôi sẽ gửi đến, tôi quảng cáo cho Tiến Thăng Long TV để đến tai tận Bộ Chính trị luôn, là ông Phan Văn Giang nhá. Ông hãy nghe đi xem là ông có nên học hỏi được cái gì không, không ông vác mặt sang Mỹ ấy, là sau này nó về là bọn dư luận viên thì nó chửi vào mặt cho đấy. Có bị ảnh hưởng chi phối không ạ? Nào, tôi nghĩ là hiện tại họ chưa đặt đâu, họ mới dừng ở tập trận chung thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là mưu đồ sâu xa nó còn. Tôi sẽ mở cái clip thứ hai để cho ông Phan Văn Giang học hỏi nhá. Không đến khi ông sang đấy là thằng Tiến Thăng Long TV nó chửi vào mặt đấy. Khi Mỹ đặt tên lửa ở Philippines, sau này có ảnh hưởng đến Việt Nam, có bị ảnh hưởng chi phối không ạ? Tôi nghĩ là hiện tại họ chưa đặt đâu, họ mới dừng ở tập trận chung thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là mưu đồ sâu xa nó còn hơn cái tên lửa, chứ không phải cái đó đâu. Bởi vì chắc chắn là nếu chúng ta không tỉnh đòn thì chúng ta nguy hiểm. Chúng ta phải biết cái bài toán đó là cái gì. Tại sao họ đến? Họ đến không phải Philippines, nó là một cái nền kinh tế mạnh. Xuất nhập khẩu của Philippines với Mỹ không phải là đối tác và làm ăn kinh tế để giàu có thịnh vượng đâu. Không phải như vậy đâu, kể cả họ lên đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam cũng vậy. Họ không phải là coi trọng cái nền kinh tế của chúng ta 430 tỷ đô bằng 1/4 cái tập đoàn của Apple đâu. Các bạn nên nhớ như vậy, câu chuyện nó khác đấy. Nó rất khác đấy, mà chúng ta nếu không tỉnh táo, chúng ta không biết bảo vệ. Cái đề bài nó có rồi. Chúng ta không chuẩn bị sẵn phòng thủ lá chắn rồi, bảo vệ từ sớm từ xa là chúng ta căng thẳng, đúng không? Xung đột nó xảy ra bất kể lúc nào mà nó nuôi dưỡng nửa thế kỷ cơ mà. Các cái vụ xung đột nó đều nuôi dưỡng từ 20 đến 50 năm các bạn. Ví dụ, người Mỹ đã xuất hiện ở Việt Nam ở thời mà Pháp nó vào đây ấy, thì nó từ năm 45 nó đã xuất hiện rồi. Nhưng mà 20 năm sau nó mới đổ bộ vào Việt Nam được các bạn. Đến năm 65 nó mới đổ quân vào được. Thì mọi cái đều là bài toán chúng ta nhìn thấy đấy. Điều quan trọng nhất là chúng ta làm thế nào để con cháu chúng ta tỉnh táo. Chứ các cụ nhà mình ở trên lãnh đạo chứ thì các cụ hiểu cả, biết cả. Đấy, cái clip thứ hai này nhá, của Tiến Thăng Long TV là tôi gửi cho ông Phan Văn Giang. Tôi chỉ lấy hai cái ví dụ thôi để cho các ông học hỏi. Một cái kênh lan tràn trên mạng xã hội, khắp mọi nền tảng mạng xã hội mà bây giờ người dân vào nghe rất nhiều thì không có lý do gì mà các ông không nghe. Đấy là tiếng của dân đấy, tiếng của dân đấy, tiếng của lòng dân đấy. Dân Việt Nam yêu nước đấy, thợ yêu nước luôn. Thợ yêu nước luôn, còn nó bảo tôi đây này. Tôi là một người, tôi nói rõ nha, tôi ở thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thế mà chúng nó vào đây, chúng nó đẩy tôi đi sang Mỹ các bác ạ, không cần visa luôn. Mà nói thật là nó buồn cười đến cái mức độ mà tôi bỏ tiền ra, tôi làm visa để đi du lịch ở Đức. Tôi có cả hộ chiếu, có passport đấy, có hộ chiếu, mua vé máy bay rồi đến ra sân bay. Còn không đi được bởi vì là nó bảo phía sân bay họ trả lời tôi rằng là chị về hỏi an ninh Thái Bình với lại an ninh Hà Nội, chứ còn chị là có danh sách không được đi. Thế vậy mà bây giờ nó hút một phát tôi đi sang Mỹ các bác ạ. Không biết nó hút tôi kiểu gì mà tôi không cần visa mà tôi lại vào được Mỹ. Tức là chúng nó tự nhận chúng nó là người Việt, và chúng nó đẩy mình từ một người Việt sang Mỹ một cách gọi là rất là nhanh, rất là nhanh chóng. Mà trong khi đấy thì các bác biết rồi, xếp hàng ở đại sứ quán của Mỹ từ Hà Nội cho đến Sài Gòn lúc nào nó cũng đông, đông đến chen chúc nhau. Mà một cháu, các bác nhìn ở trên mạng đấy, một cháu ấy nhận được cái visa đi du học ở Mỹ, khóc như là khóc mà tổ. Thế vậy thì nó nói rằng cái giấc mơ Mỹ đấy nó không phải là giấc mơ của một người, mà giấc mơ của hàng 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 triệu người dân, hàng hàng triệu người dân đất Việt. Và trong đấy
con cháu của Đảng Cộng sản, của các quan chức Đảng Cộng sản thì nó bay sang hết rồi. Thế mà tôi chưa đi được ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, suốt ngày nó hút tôi sang Mỹ. Đầu óc chúng nó bẩn thỉu thối tha. Và bây giờ là đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay ấy, khi mà dư luận viên đang được phát triển một cách rầm rộ như thế, đang được hình như là nó cũng đói hay sao ấy, nên là nó cố tình phải tổ quốc ghi công. Cho nên là tất cả những người phản biện trên mạng xã hội thì sẽ được nhận ba cái từ gọi là đu càng này, ba que này, đu càng và khát nước. Tất cả những người phản biện xã hội, kể cả trong nước hay nước ngoài. Và đặc biệt là tôi là một người phụ nữ gọi là chưa bước chân ra khỏi lũy chen làng. Nói thật với các bác rằng là tôi nghĩ đến bây giờ tôi ra một cái quốc gia khác tôi sẽ thấy rất là lạc lõng. Bởi vì sao? Vì trong suốt cả một cái tuổi trẻ của tôi gắn bó với lại quê hương mình, tôi gắn bó với lại cái công việc của tôi đấy là ở một trường học. Cho nên là tôi chả bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ có một cái cơ hội và đủ cái điều kiện tiền bạc để có thể là bước chân ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam. Ngoài đi du lịch thì không quan trọng, mình đi theo đoàn chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà để sinh sống ở một quốc gia khác thì đối với tôi bây giờ nó là cả một cái bầu trời thế giới gọi là lạc lõng. Tôi cảm thấy tôi rất là lạc lõng. Thế vậy mà nó đẩy tôi đi sang Mỹ không cần visa. Thế mới lạ chứ. Và bây giờ nó đang phát huy rất là tác dụng trên cái không gian mạng. Vậy thì chúng ta chả còn cái cách nào khác là chúng ta đành phải mở cái trang đấy ra và chúng ta cho nó nổi bật hẳn lên. Tôi đề nghị với lại tất cả những bà con ở Mỹ, đặc biệt là ở Mỹ, khi mà cái thằng Kiến TV này nó đang chửi rất nhiều bà con hải ngoại, thì chúng ta cứ cho nổi cái trang đấy lên. Trong cái đấy nhá, nó không những là chỉ chửi mỗi bà con ở nước ngoài đâu, ở Mỹ đâu, ở các nước khác và đặc biệt là ở Mỹ, thì nó lại còn chửi đến cả những cái người mà trong đấy là người ta bây giờ đã lên đến cái dân biểu, làm đến cái, tức là vào đã vào dân biểu của Mỹ, nhưng họ chỉ là người Việt và gốc người Mỹ gốc Việt thôi, và họ đã là dân biểu của Mỹ rồi, nhưng mà nó cũng không kiêng nể luôn, chửi phang tới số. Vậy thì chúng ta chả có lý do gì chúng ta không đưa những cái thông tin này lên để cho cả thế giới nó nhìn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang bao che và đang lan truyền cho dân Việt Nam nghe những cái thông tin gì ở trên mạng, trong khi những người phản ánh lại những cái sự thật của đất nước, lợn gà cám bã, người dân đang biểu tình ngày đêm thì bị dập tắt, bị đánh đập, bị bắt bỏ tù, và bản thân như tôi đây là bị truy lùng một cách gắt gao. Thế thì những cái kênh như thế tuyên truyền cho Đảng và nó nói rõ rồi, Thăng Long TV là để bảo vệ Đảng, nhưng tôi nói thật với các bác rằng là nó chẳng tuổi gì để mà nó ăn lương của Đảng Cộng sản đâu. Đảng Cộng sản nó khôn lắm, thằng này là ăn lương của Mỹ. Ăn lương của Mỹ là cái gì các bác biết không? Mạng Facebook nó có thể dùng kiếm tiền, nó mở cái, bật cái chế độ kiếm tiền nha. Rồi là mạng YouTube nó cũng dùng nha. Và nó live stream trên đấy, càng nhiều follow thì lại càng kiếm được tiền nha, từ chạy từ quảng cáo nha. Cho nên đấy là ăn lương từ Mỹ, nhưng lại luôn liên tục là công bố cho mọi người thấy về cái sự gọi là ủng hộ cho xã hội chủ nghĩa, đứng về phe xã hội chủ nghĩa, nhưng nó lại còn trơ tráo đến cái mức độ. Đặc biệt mới gần đây nhất tôi đưa lên một cái clip mà nó đã nói về cái việc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng cái hình thức gọi là trong cái vụ Thiên An Môn ấy, sử dụng những cái hình thức gọi là diệt loài người, mà nó vẫn còn có thể là ca ngợi cho những cái công việc đấy, những cái sự kiện đấy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì phải nói rằng là một con người đầy dã tâm, và chúng ta cần phải nêu lên như một cái tấm gương điển hình của Đảng Cộng sản nhá. Chúng ta phải nêu lên như một cái tấm gương điển hình của Đảng Cộng sản về văn hóa của Đảng Cộng sản. Cho nên là các bạn hãy cứ làm nổi cái trang này lên để cho nó rõ ràng, để cho thế giới họ nhìn thấy rằng là cái văn hóa của Đảng Cộng sản họ đang thao túng, họ đang làm nổi bật lên bằng những cái thứ văn hóa rác rưởi như thế. Chúng ta không việc gì phải dập nó đi, chúng ta không cần việc gì phải nói nhiều, chúng ta cứ cho nó nổi lên để cho cả thế giới này nhìn thấy cái văn hóa nó đang lan tràn và đang được Đảng Cộng sản đứng đằng sau, nó là cái loại văn hóa gì nhá. Tôi sẽ mở ra cho các bạn thấy cái tội mà diệt chủng loài người nó kinh khủng cực kỳ luôn, mà trong một cái xã hội hiện đại như thế này. Ôi giời ơi, nó đi nó cổ vũ cho một cái thảm sát Thiên An Môn mà cả loài người bây giờ đang phải, vẫn còn là nỗi đau của nhân loại chứ không phải là nỗi đau của người Trung Quốc nữa, mà là nỗi đau của nhân loại về cái vụ thảm sát Thiên An Môn nhá. Chị Đậu Thanh Tâm đang xem, lát nữa em sẽ nói đến cái vấn đề tiếp của cái chuyện mà làm từ thiện. Bây giờ em sẽ mở tiếp về kênh Tiến Thăng Long TV để cho mọi người cùng ấy nhá. Nó nói về thảm sát Thiên An Môn đây, mọi người nghe xem rằng là có nổi da gà với lại cái sự tuyên truyền kinh khủng của Đảng Cộng sản như thế nào, khi mà họ ấy cố tình để bảo vệ cho cái lý lẽ rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam cộng với lại cái con đường đi lên xã hội chủ nghĩa nó là
nó là tuyệt vời không nhá. Thế thì em sẽ mở tiếp về cái kênh đây, nói về thảm sát Thiên An Môn đây. Rất là khủng khiếp các bạn ạ. Gọi là nó trà đạp lên tất cả mọi cái luân thường đạo lý để có thể là bưng bô. Nhưng tuy nhiên rằng là chúng ta cần phải làm nổi bật lên. Đấy nha, nói về thảm sát Thiên An Môn nào, mời mọi người cùng nghe nhá. Kích động trong cái giai đoạn đó, cách mạng màu cùng một lúc là phá hủy được là thể nói về Thiên An Môn không chúng. Thiên An Môn là cách mạng màu. Khi người ta kích động trong cái giai đoạn đó, cách mạng màu cùng một lúc là phá hủy được là phá được Liên Xô tan rã. Sau đó là kích động học sinh sinh viên ở Thiên An Môn ở Trung Quốc và xuống đường để đòi đa nguyên đa đảng, giải thể cộng sản. Thế nhưng mà sau đó thì không thành công. Trung Quốc đã làm đúng bài đúng bản và sạch sẽ gọn gàng thì mới có Trung Quốc ngày hôm nay. Chứ còn Trung Quốc và Thiên An Môn mà hồi đấy mà không giải quyết được thì cho đến nay thì Trung Quốc là tan nát chia năm xẻ bảy ngay. Người ấy chống người kia rồi tan nát tan đa nhiều đảng phái rồi nát tan. Thì Trung Quốc nó dẹp xong với Thiên An Môn năm 89 thì các bạn thấy rồi, nó cùng với cách mạng màu mà do thế lực thôi, cái chuyện nó bình thường, nó phải mạnh tay thì mới giải quyết được việc. Bây giờ nó trở thành đại cường quốc thì... có gì đâu, năm 78, 79 nó đánh nhau thì nó mới mở cửa, thì nó phải làm như vậy nó mới có một cái Trung Quốc ngày hôm nay, nó trở thành công xưởng thế giới. Y hệt như Ukraine bây giờ, dưới thời cộng sản Liên Xô thì Ukraine sướng, người dân thì chả phải lo nghĩ gì miếng cơm manh áo. Một siêu cường của châu Âu sau khi hết cộng sản thì Ukraine bây giờ các bạn thấy rồi, Kharkov, Donbass, Lugan tất cả chia năm xẻ bảy xé nát ra. Nát ra giờ kiếm cơm còn khó, kiếm cơm còn khó. Bây giờ kiếm cơm còn khó. Câu chuyện đó là như vậy, đơn giản, âm mưu của thế lực thù địch chơi gì đấy. Việt Nam thì cũng vậy. Việt Nam mà cứ để cho nó trong cũng vậy thôi. Ví dụ chúng ta cứ để cho nó thành lập tổng công minh viên lực lượng, ví dụ như cái loại đảng với đảng của trời vậy. Quay lắm, trong trắng trong dư thừa, giống như kiểu Maidan ở Ukraine đấy, toàn giới trẻ, những cái đứa trẻ đi đập tượng Lenin hay là đập tượng của Hồng Quân Liên Xô đều rãnh rãnh, đều học sự không học rốt, trắng trong kim, thế bắt đầu là trắng trong dư thừa và cuối cùng là trắng trong hành động. Thì ngày hôm nay thì các bạn thấy rồi, đất nước nát tan, hay là những thanh niên mà làm mùa xuân Ả Rập ấy, ở Libya ấy. Đấy, những cái thanh niên mà xuống đường. Đấy, các bạn sẽ nghe thấy. Em chào anh Tạ Hiếu. Anh có thể tham gia cái chương trình này để em nói về dư luận viên Tiến Thăng Long TV không ạ? Ok, em đang nghe chị. Em đang nghe chị ơi. Em có thể chia sẻ ý kiến của em về cái chương trình này? Cái đó là người ta là cái bò đỏ của người ta là cái thằng đó là gọi là ăn cơm, nó ăn cơm cộng sản mà. Alo, chào chị, chào em, chào tất cả mọi người trên diễn đàn thân yêu của chúng ta yêu tự do. Là em mời anh rất là cảm ơn, thank you. Và tất cả trong tình yêu của cái thằng đó là em nghe rất nhiều lần nó kêu là Thiên Môn là nó dựa vào là em chỉ nói nha, trong cuộc sống của em, trong gia đình của em, ok chị. Em ra ngoài để ồn quá chị ơi, xin lỗi chị nha. Trong cuộc sống em thấy là không, cái sự thật là cộng sản này em thấy em thúi nát rồi, cộng sản đó thúi nát rồi, cộng sản này phải bỏ luôn. Cộng sản này phải loại bỏ. Cái điều đấy thì đương nhiên rồi, nhưng trong cái chương trình ngày hôm nay thì em đang nói về cái kênh Tiến Thăng Long TV đấy. Bởi vì sao? Vì đây nó là, em cho rằng là nó là một cái thứ rác mà
Đảng Cộng sản đang đang cố tình để cho nó được lan truyền rất là mạnh ở trên các cái nền tảng ở mạng xã hội trong đất nước mình, để cho người dân phải tiếp cận với lại cái một cái thứ văn hóa rác như thế. Thì đấy là âm mưu của họ ấy, đang muốn làm cho người dân càng ngày càng ngu đi, và họ đang muốn tiếp cận với thế giới văn minh bằng cái loại rác rưởi như thế. Thì chúng ta không có lý do gì để mà chúng ta không tôn vinh nó lên, tôn vinh nó lên để cho cả thế giới nhìn thấy là đấy, cái thứ Alo, đấy là nó chị đáng đang nghe tiêu không? biểu. Chị đang nghe không? Chị đang Vâng, nghe anh không? nói đi ạ. À rồi, ok, cảm ơn chị, cảm ơn em và cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới này. Tụi này á nó đang lãnh lương, gọi là bò đỏ bò đen gì đó. Tụi này gọi là cái tụi này là gọi là thứ cặn bã trong thế giới hôm nay, gọi là nốt tuôn xuân. Vậy gọi là nó em nói là bây giờ nó là một thứ gọi là cặn bã. Người dân đang bán vé số từng ngày, người dân đang chết đói từng ngày, nó đâu hiểu đâu mà nó gọi là người ta ghi đó, vân 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 vân. Nhưng mà em thấy là cái thằng Lên TV này nó nói rằng là cộng sản. Như mình em đưa hình em chỉ đá đảo cộng sản, em chỉ đá đảo cái lũ cộng sản này đi. Và cảm ơn chị rất là nhiều đưa em lên, và rất cảm ơn chị, và em đá đảo cộng sản đó. Và cái cộng sản này là nó thối nát từ xưa đến nay, và long đi. Vậy bảo đảm với chị, bây giờ em tức quá em nói được, tại vì cộng sản này nếu mà lương tâm của em ở ở Bình Thuận này, nhà em ở tỉnh Bình Thuận, chị đang nghe không? Rồi cứ nghe đang nghe mà. Rồi em tức quá em, tại vì cái đất nước này là ai cầm quyền, đất nước này là đã còn cộng sản ngâm quyền, nó đưa là cái hệ thống của nó làm đủ thứ ấy. Người dân là nó nói có sai cũng ai bắt mớ, nó nói có đúng ai cũng nói, Thôi được tại rồi, vì nó đưa lên rồi. Dạ có thể là anh đang bức xúc quá nên là anh đúng rồi, nói em nó chúc không được em nói được, rõ ràng cái em câu nghe chuyện, nói nhưng là nói bị tóm lại nạt là đâu. Dạ, cảm ơn em năm nay 47 tuổi vâng đâu. em rồi em đưa anh xuống để em mời một số người khác lên để có ý Dạ. kiến trên diễn đàn nhé. À, cảm ơn chị. À, cảm ơn em nghe. Dạ vâng, Rồi cứ cảm chúc ơn em. Rồi, thank you. Thực ra thì có thể là anh ấy có những cái bức xúc vì là cho rằng là cần phải đả đảo cộng sản, nhưng mà tuy nhiên là đây là cái livestream mà em muốn gửi đến những cái mà Tiến Thăng Long TV, một kênh truyền hình, một kênh gọi là một kênh trên đang nổi bật ở trên mạng xã hội, để đến được với lại cộng đồng trong nước và quốc tế và tất cả bạn bè ở trong nước và quốc tế, khối tư bản và khối những các nước tư bản, những người dân ở trên các nước tư bản, để rồi các chính khách họ nghe thấy được những cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn mượn tay để mà nói gì về chung, để nói gì về khối tư bản, và họ đang mong muốn cái gì ở khối tư bản khi mà đầu tư vào đất nước Việt Nam nhé. Một cái mô hình mà theo như Tiến Thăng Long TV là nó rất là ưu việt, đấy là một mô hình kinh tế xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và một cái ưu việt nữa của Tiến đấy là rất là am hiểu về quân sự, cho nên là cần phải đưa lan rộng những cái thông tin đấy để đến tai được Phan Văn Giang trước cái buổi đi làm việc, sang làm việc với lại bên Mỹ, với lại Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ. Thì tất cả những cái thông tin mà tôi đưa lên trang, tôi rất mong muốn mọi người hãy ủng hộ để lan rộng thật rộng rãi, để cho Tiến Thăng Long TV trở thành một điển hình của Đảng Cộng sản, gọi là tinh hoa văn hóa của Đảng Cộng sản, thao tức là đầy đủ văn võ song toàn, đầy đủ mọi kiến thức về kinh tế, pháp luật, chính trị, văn hóa, rồi lòng yêu nước, thợ yêu nước, tiêu biểu của người dân Việt Nam trong cái vấn đề hội nhập với lại quốc tế. Thế thì ở đây tôi muốn hỏi với các bạn một điều rằng là chúng ta có phải những người comment ở trong 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 Facebook của tôi thích toàn tiếng Việt, tức là không có một ai là người nước ngoài cả. Thế vậy thì chúng ta không phải là người dân Việt Nam à? Chúng ta không được quyền yêu nước à? Tại sao lại hắn lại có thể đại diện cho tôi để nói rằng là yêu nước là phải yêu Đảng? Tôi không thể yêu Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà tôi nói thật với các bạn rằng là bây giờ ngay như dân tôi đây này, dân Thái Bình nhà tôi đây này, tôi không thể
yêu đảng được, bởi vì sao, đã phân cấp quản lý rồi, bây giờ đến ủy ban dân tỉnh Thái Bình có mỗi mấy cái, tôi nói đi nói lại và bao nhiêu lần rằng là có mỗi mấy cái việc phân lợn phân gà, còn không giải quyết được thì các ông chả làm được cái đếch gì cho cái đất nước này cả, mà bạch chúng tôi phải yêu các ông. Còn cái dân tộc này nó được xây dựng lên, đất nước này được xây dựng lên từ hàng nghìn năm nay, 4.000 năm lịch sử, thiên nhiên tạo hóa con người ở trên đất nước này là chúng tôi yêu quý. Nhưng cái đảng cộng sản cầm quyền nó đang làm hủ hoại, đang rất là hủ hoại, đang rất là bê bối, và nó đưa đất nước này đi xuống mồ, thì chúng tôi buộc phải lên tiếng. Trong khi đấy toàn dân Đông Á bao nhiêu ngày nay người ta không ăn không ngủ được các bạn ạ, và người ta không ăn không ngủ được luôn, người ta phải canh từng cái xe chở phân để đổ ra sông. Thế thì tôi hôm nay tôi cái bà một cái bác nông dân ấy, bác ấy chất vấn với ủy ban dân xã ở xã Đông Á đấy, chủ tịch ủy ban dân xã, bác ấy nói rằng là cần phải tuyên thưởng các bác ấy là vì là các bác ấy đã bắt được cái xe chở phân để đổ ra sông. Tại sao bà con lại cần phải có cái ý nghĩ như thế nhỉ? Trách nhiệm mà đi làm những cái việc đấy là trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhưng họ không làm, họ để cho bà con phải làm, tức là họ đã vô trách nhiệm. Cái đấy chúng ta không cần phải được tuyên dương, mà chúng ta phải thật sự là kỷ luật những cái cán bộ như thế, vô trách nhiệm với dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình để đâu? Xong khi đấy biết thừa bà con Đông Á người ta căng cờ biểu tình hàng bao nhiêu ngày nay, phạt cái trang trại lợn đến 400 triệu các bác ạ. Nhưng người dân người ta không cần cái 400 triệu đấy, người ta cần là cái môi trường sống cho người ta, chứ người ta không cần cái 400 triệu đấy, vì 400 triệu đấy các ông phạt của doanh nghiệp lợn, của cái trang trại lợn đấy lại vào ngân sách, thì các ông lại là cũng là người tiêu, chứ người dân người ta cũng không được hưởng gì từ cái 400 triệu đấy, trong khi đấy cái mùi cứt lợn người ta vẫn phải hưởng, phải chịu, và cái dòng sông đấy vẫn phải chịu cái ô nhiễm từ cái phân thải lợn ra hàng ngày, và người ta vẫn phải sử dụng cái nguồn nước như thế. Thế thì có phải là các ông đang cố tình đánh cháo cái khái niệm không? Cái việc mà phạt 400 triệu chứ đến 4 tỷ chứ đến 400 tỷ thì đối với người dân nó là vô nghĩa. Nên là các ông giải quyết một cái chính quyền hết sức là thụ động với người dân. Cứ người dân kêu thì bắt đầu là giải quyết, còn người dân không kêu thì không giải quyết. Thế thì hôm nay tôi có nói chuyện với lại một anh làm chủ tịch xã, thì anh cũng nói rằng là ừ thôi thì cũng có cái tiếng nói rất là mạnh mẽ của em. Thì đã có cái văn bản chỉ đạo của Tổng cục Chăn nuôi về đến Ủy ban dân tỉnh Thái Bình, và Ủy ban dân tỉnh Thái Bình cũng đã có văn bản chỉ đạo để quyết liệt xử lý trong cái vấn đề ô nhiễm môi trường ở tỉnh Thái Bình rồi. Nhưng mà về cái vấn đề nuôi lợn nuôi gà rồi, nhưng đấy hoàn toàn là tôi, đối với tôi nó là cái việc gọi là cái giải quyết cái ngọn, nó là cái thụ động của một cái chính quyền gọi là ngồi đóng điều hòa và đợi người dân phản ánh. Còn các ông không có một cái trách nhiệm gì trong cái việc là sẽ đi nhìn nhận cái vấn đề đấy và sát sao với lại bà con trong mọi cái vấn đề ngay từ gốc, ngay từ đầu. Đấy, cho nên là tôi nói tôi cứ làm sao mà tôi cứ đưa lên từ cái cục cứt, từ cái phân lợn phân gà nó rất nhỏ như thế, mà một cả một cái chính quyền một tỉnh còn đang bê bối không giải quyết nổi, thì không đừng nói đến cái chuyện là các ông sẽ có một cái tầm gì để các ông có thể quản trị đất nước. Vì thế nên là tôi rất mong muốn mọi người rằng là cái kênh Thăng Long TV, ví dụ như các cái dư luận viên khác ấy, thì họ chúng nó chỉ dùng cái gọi là cái trang cá nhân bị khóa và những cái gọi là những cái link ảo để nó tấn công mọi người thôi, nó tấn công người dân và nó như là một đại diện cho một cái tầng lớp nhân dân đấy, nhưng không phải. Nhưng mà cái kênh Thăng Long TV nó là một con người thật, nó là một kênh đang dẫn dắt người dân và đang được Đảng Cộng sản thao tự, tức là cho lan truyền trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, và họ không phong sát, và họ lại để cho cái thứ rác rưởi đấy được lan truyền. Thế thì chúng ta hãy ủng hộ Đảng Cộng sản bằng cách là lan truyền toàn bộ cái kênh Thăng Long TV này lên với bạn bè trong nước và thế giới, để họ nhìn thấy cái thứ rác rưởi mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang sử dụng nhá. Nào là chửi Mỹ, không những chửi Mỹ mà chửi cả những chính khách luôn, không những là chửi người dân Việt Nam Cộng Hòa ở nước ngoài, chửi cả những chính sách đang, chứng những chính khách ấy, đang hoạt động trong chính phủ Mỹ, tấn công toàn bộ cái hệ thống tư bản xã hội, các cái nước tư bản chủ nghĩa tư bản, bởi vì sao, nó phủ nhận toàn bộ các cái thành quả của các nước tư bản. Mà trong khi đấy thì các bác biết rồi, nó lên kênh truyền hình, nó lên, nó live stream, ngồi leo lẻo cái mồm bằng tai iPhone thì của Mỹ, tai nghe cũng của iPhone, rồi là tất cả Facebook, Facebook rồi YouTube các thứ là toàn của Mỹ, nhưng mà chửi một cách vô văn hóa luôn, mồm thì ngồi liếm mép,
Song mắt thì đảo thiên đảo địa. Nói thật với các bác rằng là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đúng không? Em lên đây không phải là để dạy dỗ các bác, mà em lên đây để tâm sự với các bác về cái điều đó. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mắt của một con người, người ta chính trực thì bao giờ người ta cũng nhìn thẳng. Và cái ánh mắt thực sự đấy nó là cái nhân tướng học, nó không phải là cái mê tín dị đoan, mà đôi mắt nó sẽ rất trong sáng và nó có đầy những cái ẩn ẩn chứa những cái tình cảm, hoặc là có một cái sự cương trực ở trong cái đôi mắt, cương nghị cương trực ở trong đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phản ánh rõ nhất cái con người đấy. Nhưng mà các bác nhìn lên một thằng mắt trắng dã ra, lúc nào cũng phải đeo kính đen để mà làm nói chuyện, mồm nói leo lẻo, nói lịch sử như đúng rồi nhưng có biết gì về lịch sử đâu. Đơn giản nhất như là ở mới đây nhất, nó nói về cái chùa 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 Keo ở Thái Bình nhà em nhé. Nó nói đấy là Pháp đã phá đi và cái chùa Keo đấy xây trên nền của một cái nhà nền của một cái nhà thờ, đúng rồi, nền của một cái nhà thờ từ thời Pháp, và Pháp nó phá đi để nó xây những cái công trình đấy. Nhưng có phải đâu, chùa Keo Thái Bình thực tế là từ thời nhà Lý, và khi mà gốc rễ của chùa Keo Thái Bình là từ bên Nam Định, tức là cổ lễ của Nam Định. Nhưng mà trong cái quá trình lũ lụt ở hai bên bờ sông Hồng, nó có sông tả bên Ngạn đấy, thì là cái chùa đấy nó bị trôi sang, trôi những cái gỗ bị lũ nó cuốn trôi gỗ đi sang đất Thái Bình. Và Thái Bình từ thời nhà Lý thì các cái vị sư thời nhà Lý họ đã nhặt lại những cái gỗ đấy, họ dựng lại ngay trên đất Thái Bình, vì bên Thái Bình là bên Bồi, còn bên kia là bên Lở. Cho nên họ dựng lại thì bên gốc của chùa Keo Thái Bình thì vẫn là từ bên cổ lễ. Thế cho nên là hàng năm khi mà chùa Keo Thái Bình mở hội thì cũng vẫn cứ phải rước bước từ bên cổ lễ về. Nhưng nó có biết gì đâu, nó nói rằng là đấy là từ thời Pháp. Tức là người dân nghe nếu như mà không không ở cái địa phương Thái Bình mà nghe thì sẽ thấy nó là đúng. Nhưng mà người ở địa phương Thái Bình thì sẽ thấy rằng là nó đang xuyên tạc một cách rất là trắng trợn. Thế nhưng mà bây giờ nó đang lan truyền trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của Việt Nam. Thế vậy là sao? Trong khi đấy chỉ cần một cái kênh của tôi thôi, chưa nói những kênh của những người khác nhé, có giá trị hơn rất nhiều đấy. Thì trời ơi, suốt ngày bị phong sát các bác ạ. Nào nó báo cáo cái nọ, nào nó báo cáo cái kia, thậm chí là mọi người chia sẻ những cái live stream của em, mọi người bảo là Huệ như chặn anh à hay chặn chị à, nhưng không phải, tôi vẫn để nguyên ở trên trang cá nhân của tôi, nhưng mà các bác không nhìn được, không xem được, bởi vì cứ nói rằng là đã gỡ nhưng không phải nhá, họ chặn đấy. Đấy là một cái sự thao túng văn hóa một cách nghiêm trọng và xâm phạm nghiêm trọng cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Nhưng mà những cái kênh rác rưởi như thế thì họ lại đang lan truyền rất mạnh. Vậy thì tôi mong muốn rằng là những người bị chửi cứ chịu khó vào đó và đưa về trang cá nhân của mình, và để cho nó nổi bật lên trên toàn thế giới, để thấy rằng cái thứ văn hóa rác rưởi của Đảng Cộng sản nó kinh khủng như thế nào. Và tôi nói thật đó, cứ cái tình trạng như này chỉ một ngày gần đây nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vỡ mồm vì cái bọn dư luận viên mẹ mất dạy đấy. Bây giờ đi sang Mỹ, Phan Văn Giang sắp sang Mỹ rồi, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 là sẽ sang đến Mỹ. Thế vậy tại sao mà người dân người ta có quyền mưu cầu hạnh phúc, người ta mong muốn được sang những cái nước tự do, thì chúng nó lại cho phép mình là được tấn công những người như thế? Còn lại là đấy, Phan Văn Giang sang Mỹ đấy, sao không tấn công đi, tấn công rằng là sang đấy đu dây bám càng đi. Nên là mong muốn với mọi người rằng là hãy nhìn nhận những cái thứ văn hóa rác rưởi thế của Đảng Cộng sản đang áp vào cho người dân, và người dân đang hàng ngày phải tiếp cận với một cái thứ rác rưởi như thế, nó rất là nguy hiểm, và đặc biệt là giới trẻ ở trên đất nước. Nên là chúng ta có hai cách, một là chúng ta phải thực sự lên tiếng mạnh mẽ để bài trừ cái trang, những cái trang rác rưởi đấy ra. Hai là nếu chúng ta không cảm có một cái đường lối khác là chúng ta cùng làm nổi bật lên cho bạn bè trong nước và quốc tế cùng nghe thấy, cùng nhìn thấy cái thứ rác rưởi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang sử dụng. Và đặc biệt nữa là hai cái mà clip tôi vừa đưa lên ấy, tôi mong muốn rằng là chính Thăng Long TV sẽ dạy cho Tô Lâm và Phan Văn Giang, hai người đứng đầu, một người đứng đầu nhà nước và một người đứng đầu về quân sự, về quốc an ninh quốc phòng của Việt Nam, vào đấy mà nghe em học hỏi một cái thằng danh con sinh năm 1979 quê ở Nam Định, nó dạy cho những cái cách mà đường lối bảo quản trị đất nước nhá, rồi bảo vệ an ninh quốc phòng cho đất nước nhá, Phan Văn Giang và Tô Lâm ạ. Đấy, các ông tự gây ra, các ông tự tự đào tạo nó ra thì các ông phải vào đấy mà học hỏi thôi. Còn nếu mà các ông thấy nhục thì các ông phải tự làm cái việc gì đấy để mà nó cho nó giải quyết cái nhục đi. Chứ bây giờ mà cái kênh đấy nó lan truyền lên trên toàn thế giới, nó ngồi nó chửi cả những cái chính khách ở trên thế giới như thế, thì nói thật là đến một ngày đến đấy các ông vỡ mồm thôi. Nó nhục nhã cực
kỳ luôn, đi sử dụng những cái bọn đầu không có não đấy, mà cái thằng đấy nó thật là một thằng ngông cuồng luôn, ngông cuồng, nó ngông cuồng sử dụng ngôn từ một cách ngông cuồng luôn, không biết mình là ai, chứ còn nó cũng không phải là người để ăn lương của bọn đảng cộng sản đâu. Nó chỉ là thằng bưng bô để kiếm tiền thôi, chứ còn nó không tuổi gì để mà nó ăn lương của Mỹ, ăn lương từ Facebook và YouTube, chứ nó không phải là ăn lương dư luận viên của Đảng Cộng sản đâu, nhưng bưng bô cho Đảng Cộng sản để kiếm cái câu chuyện làm quà. Nhưng nó đâu có biết rằng là bao nhiêu những cái tấm gương nổi bật rồi đã vì như thế mà bị rồi đến lúc bị quay lại thì trở thành một thằng gọi là bị sỉ nhục đến mức tột cùng, mà đến 9 tầng địa ngục ở dưới âm ti địa phủ cũng không hết nhục. Đấy, tôi nói như thế để cho mọi người biết rằng là nó là người Nam Định nhá, sinh năm 1979, còn tôi là người Thái Bình. Trong khi bao nhiêu những người đấu tranh dân chủ đang mong muốn một ngày đất nước nó được thay đổi, người dân được tự do cầm lấy lá phiếu của mình, thì hắn nó để đi đất phủ nhận toàn bộ những cái lòng yêu nước của mọi người như thế, bằng những cái ngôn từ rất là thô thiển, bất dạy, vô văn hóa, ngồi liếm mép mắt trắng môi thâm. Tôi nói một cái livestream này thôi, và tôi cũng gửi hai cái clip vừa rồi đấy cho Phan Văn Giang và Tô Lâm để vào đấy mà học hỏi, để mà nếu mà thấy nhục thì là giải quyết đi, mà nếu mà cảm thấy là học hỏi được thì học đi, để mà trước khi đi sang Mỹ, không là đến khi sau này nó ném đá vào hội nghị đấy, là đến lúc đấy trở tay không kịp đâu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.